Sáng ngày 21 tháng 1, Thành ủy Kon Tum tổ chức hội nghị Ban chấp hành bất thường bầu bổ sung Phó Bí thư Thành ủy, Hội đồng Nhân dân thành phố, họp chuyên đề bầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum. Tham dự có Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đức Tuy. Tại hội nghị Ban chấp hành bất thường của Thành ủy đã thông qua tờ trình của Ban thường vụ Thành ủy bầu bổ sung Phó Bí thư Thành ủy Kon Tum khóa 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Các ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ thành phố tiến hành bầu cử chức vụ Phó Bí thư Thành ủy theo hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Thanh Mân được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy với số phiếu 39/39, đạt tỷ lệ 100%. Tại kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất bầu ông Nguyễn Thanh Mân, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong chương trình kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân thành phố, các đại biểu tham dự thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2016-2021 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 11, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Điệu, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố do chuyển công tác, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Xuân Ninh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố do đảm nhiệm công tác khác. Cùng với đó, kỳ họp cũng thông qua nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư các công trình trên địa bàn thành phố Kon Tum để bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 5 năm, giai đoạn 2021-2025, thành phố Kon Tum.